không điển trai, kính tiếng và ít scandal, nhưng Hoàng Bột là cái tên được các nhà làm phim tin tưởng. Khán giả Trung Quốc đánh giá anh là sao nam hiếm hoi, đảm bảo cả chất lượng phim lẫn doanh thu phòng vé dù ngoại hình hạn chế. Theo thống kê tính đến năm 2019, nam diễn viên Hoàng Bột là ngôi sao điện ảnh Trung Quốc có doanh thu phòng vé hơn 10 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1,5 tỷ USD. Con số đã nói lên tầm vóc và sức ảnh hưởng của Hoàng Bột đối với điện ảnh Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Báo chí gọi anh là vua phòng vé, ngôi sao nở muộn của màn ảnh Hoa ngữ. Nhiều người cho rằng Hoàng Bột chính là vua hài kịch mới từng được Châu Tinh Trì đề cập. Thực tế không cần đến khi công bố con số doanh thu trên trời, Hoàng Bột đã là một cây đa cây đề của điện ảnh Hoa ngữ hơn 10 năm nay. Ngoài vai trò là diễn viên và ca sĩ, Hoàng Bột hiện còn giữ vị trí phó chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc. Xuất thân khá giả, đi hát ở bar thành ông Hoàng. Đã từ lâu trong giới nghề đã nhận định sự kết hợp giữa Từ Tranh, Hoàng Bột, Ninh Hạo, Hoàng Bột và Châu Tinh Trì, Hoàng Bột là đảm bảo vàng cho doanh thu phòng vé. Khán giả Trung Quốc đánh giá Hoàng Bột là sao nam hiếm hoi, đảm bảo được yếu tố doanh thu và chất lượng phim dù ngoại hình hạn chế. Từ khi bắt đầu tham gia nghệ thuật, cái tên Hoàng Bột đã gắn liền với mác xấu trai. Nhật báo Quảng Châu nhận định, thật khó tin khi người đàn ông có tuổi và gương mặt không phù hợp showbiz lại là người bảo đảm cho doanh thu phòng vé. Hoàng Bột sinh năm 1974 tại Thanh Đảo, gia đình anh không thuộc diện nghèo khó, trái lại còn vào hàng khá giả ở địa phương. Cha mẹ Hoàng Bột làm việc tại cơ quan chính phủ. Ngay từ nhỏ, Hoàng Bột tỏ ra khác biệt khi thích ca hát, khiêu vũ. Anh thường tham gia các chương trình tìm kiếm ca sĩ ở Thanh Đảo. Ít ai nghĩ rằng tôi theo con đường ca hát chứ không phải diễn xuất, Hoàng Bột kể. Từ cấp 3, anh thường bỏ học để đi hát tại các tụ điểm bar và phòng trà. Năm 1993, Hoàng Bột thành lập nhóm nhạc học sinh. Năm 2000, cơ may đóng phim đến với anh khi đạo diễn Quảng Hồ mời anh tham gia vai nhỏ trong Lên Xe Đi Thôi. Khi đó, Hoàng Bột đã ở tuổi 26. Phát hiện bản thân có thể tham gia diễn xuất, Hoàng Bột học học viện điện ảnh Bắc Kinh rồi chính thức chuyển hướng thành diễn viên. Dù hóm hỉnh và có duyên diễn xuất, nhưng ngoại hình của Hoàng Bột lại tỷ lệ nghịch với tài năng. Thậm chí khi thi vào học viện điện ảnh Bắc Kinh, anh cũng chọn ngành lồng tiếng phim vì tự thấy ngoại hình không đủ điều kiện làm diễn viên. Tuy nhiên, cùng lúc thể hiện các vai hài hước trong phim Sự Điên Cuồng Của Hòn Đá và Sự Điên Cuồng Của Tay Đua, anh bắt đầu nổi danh khi chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất chân thật, cảm xúc. Những năm sau đó, Gã Xấu Trai phủ kín màn ảnh Hoa ngữ với Điên Cuồng Xe Đua, Lạc Lối Ở Thái Lan, Tây Du Ký Mối Tình Ngoại Truyện, Bảo Tàng Quốc Gia, Tầm Long Quyết. Tết Kỷ Hợi năm 2019, Hoàng Bột thắng lớn với Crazy Alien, một tác phẩm khác của Ninh Hạo. Những vai diễn của Hoàng Bột đều tạo ấn tượng với nét duyên hài rất riêng, không chỉ mang lại tiếng cười cho người xem, tài năng của anh cũng được khẳng định bằng danh hiệu Anh Đế, nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Đài Loan năm 2009, gọi tắt là Giải Kim Mã, với vai diễn trong bộ phim Đấu Ngưu. Mới đây, Hoàng Bột giành thêm giải nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Châu Á năm 2014 nhờ nhân vật trong phim Khu Vực Không Người. Năm 2012, với bộ phim Thất Lạc Ở Thái Lan, Lost in Thái Lan, Hoàng Bột được báo chí Trung Quốc gọi là vua phim hài vì những tác phẩm có mặt anh đều đại thắng ở phòng vé. Bắt đầu con đường diễn xuất muộn, nhưng tài năng của Hoàng Bột đã sớm được đánh giá cao, đó cũng là kết quả của quá trình cố gắng không ngừng. Trong Đấu Ngư, Hoàng Bột vào vai một người nông dân già, để thể hiện nhân vật này, anh đã phải chạy nát 37 đôi giày. Vì muốn con bò chịu phối hợp diễn với mình, Hoàng Bột lau nước dưa hấu lên mặt để con bò liếm mặt mình. Thậm chí, chú bò này đã nhầm tóc của anh với cổ mà cắn đứt rất nhiều tóc của anh. Hoàng Bột thừa nhận anh thích diễn hài, hài như ngấm vào từng tế bào trong cơ thể. Thời điểm quay Tây Du Ký Mối Tình Ngoài Truyện, Hoàng Bột khiêu vũ bên Thư Kỳ, tự do diễn theo ý thích và khiến cho Tinh Trì phấn khích hét lớn, cắt, quá tốt. Tôi không phải là người đàn ông ưu tú, cũng không đẹp trai, nhưng tôi có ưu điểm là muốn mang lại tiếng cười cho mọi người, vì thế tôi thích diễn hài. Thực tế, diễn hài rất khó, người diễn hài phải có đủ sự thông minh, đủ để tạo ra tiếng cười bằng sự ngờ nghịch. Tôi không dám chắc mình có thể là diễn viên hài thực lực hay không, anh nói. Hoàng Bột được nhận xét là khiêm tốn bởi có được thành công của hiện tại, anh đã trải qua đủ cung bậc ngọt bùi cay đắng. Anh từng bị giễu cợt, hạ bệ trước khi có ngày được tung hô. Hôm nay, Hoàng Bột đã có thể mỉm cười trả lời những sự chỉ trích dành cho mình. Mọi khó khăn đều là quá khứ, Hoàng Bột là tấm gương cho thấy không cần vẻ bên ngoài, bởi tài hoa và nhân phẩm vẫn là chìa khóa thành công. Hoàng Bột thường được so sánh với Châu Tinh Trì, nhưng anh được khen mang lại tiếng cười thâm thúy sâu cay. Trong khi đó, Tinh Gia lại thích làm hài theo lối khoa trương, phóng đại. Khác Châu Tinh Trì, Hoàng Bột còn là nghệ sĩ được lòng đồng nghiệp, có một gia đình kiểu mẫu. Giang mỹ nhân si mê, tình lại chỉ dành cho vợ. Không điển trai lại ở tuổi tứ tuần, nhưng Hoàng Bột là người đàn ông trong mộng của nhiều gia nhân. Siêu mẫu Lâm Chí Linh hết lời ca ngợi. Nếu có thể cưới chồng, tôi chỉ muốn lấy một người đàn ông giống như Hoàng Bột. Anh ấy là mẫu người chồng tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Diva Thái Y Lâm nói, Hoàng Bột là thần tượng của tôi. Trần Kiều Ân, Thư Kỳ, Từ Tĩnh Lôi hay Triệu Vi đều thừa nhận bị Hoàng Bột thu hút. Nhiều bóng hồng vây quanh nhưng Hoàng Bột chưa bao giờ rơi vào tình đồn tình ái. 23 năm, anh chỉ có một người phụ nữ để yêu, đó là Tiểu Âu. Tôi có một người vợ đồng cam cộng khổ, cô ấy muốn gì tôi cũng chiều. Hoàng Bột khẳng định, nam diễn viên quen vợ khi còn là chàng ca sĩ không tên tuổi. Họ yêu nhau 13 năm trước khi trở thành vợ chồng. Tôi sợ kết hôn, quả thật là tôi e dè khi đề cập đến việc lập gia đình. Nhưng Tiểu Âu đã bên tôi nhiều năm, tôi nghĩ mình cần cho cô ấy một gia đình, anh nói.
Nam diễn viên bận rộn triền miên ở phim trường, mọi việc trong gia đình đều do vợ quản lý. Chiều vợ, Hoàng Bột đồng ý mọi yêu cầu từ cô. Tiểu Âu thích vũ đạo, anh để vợ mở lớp dạy nhảy. Anh bỏ tiền mở cửa hàng bán đồ chơi trẻ em, cũng vì Tiểu Âu hứng thú với những món đồ này. Cô ấy là mối tình đầu của tôi, cô ấy cũng là vợ của tôi. Hoàng Bột phản đối khi không ít ý kiến chê nhan sắc Tiểu Âu. 23 năm bên nhau, Hoàng Bột gọi vợ là chỗ dựa của tôi. Có hay không tình yêu vĩnh cửu, tôi không biết, tôi cũng sợ từ mãi mãi. Tôi chỉ biết rằng tình yêu dù đẹp đến đâu cũng không thể bằng tình thân. Chúng tôi ở bên nhau là tình thân, bình dị, thanh đạm, không cần hoa trương. Chúng tôi đơn giản là không thể sống thiếu nữa kia, anh nói.